Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Giáo viên vùng cao Kỳ Sơn dìu nhau qua suối lũ vào trường. Mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương vùng cao của huyện Kỳ Sơn. Nhiều xã như Bảo Nam, Bảo Thắng, đường xá bị sạt lở, khe, suối chia cắt khiến con đường đến trường của giáo viên càng thêm vất vả. Thường lệ, cứ sáng thứ hai, các thầy, cô giáo ở xã Bảo Nam mới đến trường để kịp giờ chào cờ đầu tuần. Thế nhưng, hai tuần nay, chiều Chủ nhật mọi người đã hẹn nhau tập trung tại điểm cầu treo xã Hữu Lập để cùng đi. Mưa lũ làm cho con đường dài hơn 10 km từ xã Hữu Kiệm vào đến xã Bảo Nam bị sạt lở. Nhiều điểm tại xã Hữu Lập bị cắt đứt hoàn toàn, buộc chính quyền các cấp phải mở một lối nhỏ phía bìa rừng để lưu thông. Tại cầu tràn bản Sốt Thập, xã Hữu Lập nước tràn qua chảy xiết, đục ngầu, bình thường các thầy, cô vào trường chỉ mất khoảng 30 phút đi xe, mấy hôm nay vừa phải đi, vừa đẩy xe qua bùn lầy. Ngại nhất là những chỗ nước suối tràn qua đầy mạnh, mọi người phải đi dàn thành hàng ngang để dìu nhau cho an toàn. Xe máy thì phải nhờ đến sự hỗ trợ của thanh niên trai tráng trong bản khiêng qua, phải mất đến 3 giờ đồng hồ mới vào đến trường. Cô giáo Lô Thị Huyền ở trường mầm non Bảo Nam cho biết là người luôn đi sát những giáo viên khác để hỗ trợ khi cần. Thầy giáo Hoàng Văn Thường, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Bảo Nam, sau những giờ vừa vượt suối, vừa leo dốc cũng mệt bơ phờ. Trong bộ quần áo và chiếc ủng dính đầy bùn đất, thầy Thường vẫn luôn động viên các đồng nghiệp cố gắng vượt qua những điểm nguy hiểm có nguy cơ sạt lở. Đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra sạt lở đất, bởi vậy, chúng tôi phải hỗ trợ nhau để đi chứ nếu không bị mắc kẹt lại thì rất nguy hiểm. Thầy Hoàng Văn Thưởng chia sẻ, tại địa bàn xã Bảo Thắng, những điểm sạt lở dày đặc, con đường gập ghềnh ngổn ngang những hòn đá lớn, nhỏ xen lẫn bùn đất đặc quánh. Cơn mưa lớn ngày 27 tháng 9 đã làm đứt gãy hoàn toàn một đoạn đường từ xã Chiêu Lưu vào trung tâm xã Bảo Thắng. Nước ven các khe, suối vẫn dâng cao khiến người đi đường không ai dám mạo hiểm một mình vượt qua. Không chỉ vậy, đường đến các điểm bản của xã này cũng bị hư hại nghiêm trọng. Điểm trường bản Sao Va của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bảo Thắng được xem là nơi khó khăn nhất ở huyện Kỳ Sơn hiện nay. Ở đây có hai lớp, lớp 1 và lớp 2 do hai giáo viên phụ trách là thầy Sồng Bá Dê và Lầu Bá Sỉ. Để vào được điểm bản, họ phải cuốn xích vào lốp xe, vừa đi vừa đẩy qua những con dốc dài chúng tôi quen rồi. Cứ ai được phân công dạy ở điểm bản này thì đều phải tự chuẩn bị cho mình mỗi người 2 dây xích để quấn vào lốp mỗi khi trời mưa. Có thể mọi người sẽ ngạc nhiên, nhưng không phải giáo viên ở đây sẽ không hiểu được đâu. Chỉ có cách ấy mới đưa xe qua được những con dốc dài trơn như người ta đổ mỡ xuống ấy. Thầy giáo Lầu Bá Sỉ chia sẻ, không chỉ những thầy giáo có kinh nghiệm lái xe, có sức khỏe mà hiện nhiều giáo viên nữ cắm bản ở vùng cao Nghệ An cũng đang phải vượt qua những cung đường gian nan ấy để đến trường dạy học. Tại điểm bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn, nơi cách trung tâm xã 5 km đường đất thôi, nhưng nhiều giáo viên cắm bản cũng không ít lần ngã nhào trên các đoạn đường trơn trượt. Đây là điểm bản khó khăn nhất hiện nay của xã biên giới Nậm Càn. Tại bản Nậm Khiên có hai lớp mẫu giáo của trường mầm non. Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga và cô Vi Thị Hồng là hai giáo viên của điểm trường mầm non điểm bản này chia sẻ rằng, mỗi lần trời mưa xuống các cô phải vừa đi vừa đẩy xe, chỉ 5 km nhưng nếu đi bộ phải mất 2 giờ đồng hồ mới vào đến bản. Trời mưa các cô cũng không dám đi một mình, phải đi nhờ và hỗ trợ cùng giáo viên nam bậc tiểu học. Quen rồi, cứ mưa là xác định kiểu gì cũng quấn xích vào lốp và bám các thầy mà đi thôi, cô Vi Thị Hồng tâm sự. Còn cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga kể rằng, cô từ huyện Anh Sơn lên đây đã được gần 10 năm, cung đường này không phải là xa lạ, nhưng với một phụ nữ như cô thì mỗi lần mưa xuống vẫn là một nỗi ám ảnh, không biết bao nhiêu lần ngã lên, ngã xuống, ngã rồi lại dậy đi tiếp, vào đến điểm trường quần áo cũng dính đầy bùn, chỉ vội vàng lấy bộ quần áo dự phòng ra bận vào rồi lên lớp. Cô Nga ngậm ngùi, tiết trời miền biên viễn đang bước vào mùa mưa lũ, con đường đến trường của những giáo viên cắm bản cũng trở nên nhọc nhằn hơn, nhưng đâu đó trong ánh mắt họ vẫn là tình yêu nghề, yêu trẻ, bám trường, bám bản, tất cả đều mong muốn gieo những hạt mầm tương lai nơi đại ngàn xứ Nghệ. Bão KOINU sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh. Bão KOINU đang đạt sức mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, tiệm cận cấp siêu bão, dự báo sẽ di chuyển vào Biển Đông trong sáng mùng 5 tháng 10, tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, cơn bão KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km/h, giật trên cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km,
Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, tính từ 7 giờ sáng mùng 3 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đến 7 giờ sáng mùng 4 tháng 10. Tâm bão ở vị trí 21,6 độ Kinh Bắc, 123 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến 15, giật trên cấp 17 trong 24 đến 48 giờ tiếp theo. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo khoảng sáng mùng 5 tháng 10, bão KOINU sẽ đi vào Bắc Biển Đông, áp sát khu vực phía Nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Lúc này sức mạnh của bão giảm đi nhưng vẫn giữ cường độ của một cơn bão rất mạnh với sức gió vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo. Bão KOINU đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày mùng 6 tháng 10, tâm bão trên vùng biển phía đông tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Dự báo sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm, có khả năng đi vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão KOINU, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mùng 3 tháng 10 có gió mạnh dần lên cấp mùng 6 tháng 7, từ đêm mùng 4 tháng 10 mạnh lên cấp 8 đến 10, vùng gần tâm bão cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao 2 đến 4 mét, từ đêm mùng 4 tháng 10, sóng biển cao 5 đến 7 mét. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Nhận định xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 hoặc 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Nghệ An, tìm thấy thi thể học sinh bị lũ cuốn mất tích. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể MNQCH, trú tại Bản Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An trên sông Dinh, đoạn qua xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp, cách nơi vị trí bị cuốn trôi hơn 10 km trước đó. Khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 10, hai học sinh trường trung học phổ thông Quỳ Hợp 3 là NQCH, lớp 10 và LMH, lớp 11 đi từ phòng trọ ở xã Châu Quang về nhà bạn ở xã Châu Cường. Khi đến cầu tràn Mường Ham bắc qua sông Nậm Tôn, xã Châu Cường, NQCH bị nước lũ cuốn trôi, LMH may mắn bơi được vào bờ. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động tìm kiếm dọc theo tuyến sông đi qua địa bàn các xã Châu Cường, Châu Quang, Châu Đình, Thọ Hợp, Tam Hợp, Nghĩa Xuân. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ cuối tháng 9 vừa qua, địa bàn tỉnh đã có 2 người chết, hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm gia đình phải sơ tan. Mưa lũ đã làm gần 3.000 hecta lúa, gần 4.000 hecta hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị ngập, gãy đổ, hàng chục nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, công sở bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng. Ngay sau mưa lũ, tỉnh đã tích cực chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục thiệt hại. Ủy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể trên địa bàn đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách trong đợt mưa lũ. Tại huyện Quỳ Châu, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh như Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận tiếp tục có mưa, lượng mưa có nơi trên 80 mm, điều này dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, một số nơi có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét như huyện Vân Canh, Tuy Phước ở tỉnh Bình Định, thị xã Sông Cầu, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và Tây Hòa ở tỉnh Phú Yên, Hàm Thuận Nam, thị xã La Ghi, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc ở tỉnh Bình Thuận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Các đơn vị chức năng đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực chịu ảnh hưởng cần bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Thêm vào đó, địa phương cũng cần lên phương án chống ngập cho khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất, bố trí lực lượng để tuần tra thường xuyên, đảm bảo an toàn đê điều, vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và ở hạ du. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hôm nay,
mùng 3 tháng 10, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, vì vậy, vùng này có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Nghệ An, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh tính đến chiều ngày 2 tháng 10. Theo đó, hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ, một người chết, một người mất tích chưa tìm thấy và hàng nghìn ha hoa màu bị ngập úng. Những con số nhói lòng. Trước những thiệt hại hết sức nặng nề trên, hiện tỉnh Nghệ An đang tích cực chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, nhằm sớm đảm bảo cuộc sống ổn định cho nhân dân. Theo báo cáo, trận mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An cuối tháng 9 vừa qua đã khiến một người chết là ông L.V.K., sinh năm 1952, trú tại bản Hòa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Một người mất tích đến nay chưa tìm thấy là cháu N.Q.C., sinh năm 2008. Tại Bản Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, số người phải sơ tán là 142 người tại huyện Kỳ Sơn, hiện các hộ đã trở về ổn định cuộc sống. Ngoài gây mất mát đau thương về người, trận mưa lũ còn kéo theo nhiều thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của các hộ dân. Trong đó, toàn tỉnh có 2.337 ngôi nhà bị ngập, huyện Quỳ Châu là nơi tâm mưa lũ chiếm hơn 50%, với 1.214 ngôi nhà, còn lại tại các huyện Quế Phong, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Có 16 nhà bị sập hoàn toàn, Kỳ Sơn 2 nhà, Tương Dương 6 nhà, Quỳ Châu 1 nhà, Quế Phong 7 nhà. Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 2.904 hecta lúa và 3.989 hecta hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị ngập, gãy đổ. Có 263 con gia súc, 26.882 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Đối với nuôi trồng thủy sản, có 1.848 hecta ao hồ bị tràn, hư hỏng, nhiều lồng cá bị cuốn trôi. Thiệt hại nặng về cá vụ 3 đối với lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh có 40 điểm trường bị ngập, 3 phòng học bị tốc mái, hư hỏng, 179 mét tường rào bị đổ. Về hệ thống thủy lợi, có 8.094 kênh mương 11 hồ, đập bị sạt lở, hư hỏng, nhiều trạm bơm bị bồi lấp, 40 cống bị cuốn trôi, sạt lở hơn 8 km bờ sông. Giao thông tại các địa phương cũng bị hư hỏng nặng, có 9.930 mét đường bị sói lở, 70 cầu tràn bị ngập, 144 điểm sạt lở trên các tuyến đường giao thông, nhiều cột điện trung thế, hạ thế, trạm biến áp bị hư hỏng, tích cực khắc phục và hỗ trợ kịp thời. Hiện, tỉnh Nghệ An đang tích cực chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ như kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ, đập, đặc biệt là các công trình đang thi công hoặc bị hư hỏng, xuống cấp, chủ động phương án vận hành an toàn hồ, đập, nhất là các hồ, đập xung yếu, hồ, đập đã đầy nước, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ, đập, sạt lở. Đồng thời, tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của đơn vị, kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và nghiêm túc thực hiện theo công điện 28 CD UBND của tỉnh Nghệ An gửi các địa phương và sở, ban, ngành liên quan về việc chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh không để người dân nào bị đói, không để xảy ra chết người. Ủy ban nhân dân các cấp, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, gia đình chính sách trong đợt mưa lũ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trích kinh phí dự phòng để hỗ trợ theo quy định. Sau mưa, lũ hướng dẫn nhân dân giúp nhau khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng, khôi phục sản xuất lúa, ngô, rau màu bị ngập, sửa chữa hạ tầng hư hỏng, khắc phục công trình nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Hy vọng, với sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của tất cả các cấp, các ngành cùng chung tay giúp đỡ, xoa dịu những mất mát do mưa lũ gây ra, các địa phương bị ảnh hưởng trong vùng mưa lũ sẽ sớm khắc phục được thiệt hại, ổn định cuộc sống.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.